Thảo Nguyễn cũng xin chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nha, trong cũng như ngoài nước, một là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống như anh chị. Thì hiện tại bây giờ thì buổi trưa thì em cũng ngồi ở đây để chia sẻ cái khung cảnh tại nhà của chị Hồng Loan để cho tất cả mọi người, tất cả cô chú anh chị được biết về cái khung cảnh tại nhà của Hồng Loan buổi trưa nữa nha. Đó thì hiện tại thì Hồng Loan cũng đang ở bên trong nhà để buôn bán ý như của chị. Nắng nóng quá cả nhà ơi, nắng nóng quá là cho nên bây giờ có một số kêu bằng là quay xe quay ráp thì tùm lum lá rồi á, bây giờ là quay ngang luôn rồi. Cả nhà vào đông đông thì em chia sẻ về cái câu chuyện của kêu bằng là đạo diễn hết thời cùng với luật sư ngủ quên cả nhà ơi. Đó thì bây giờ cũng bắt tay hợp tác vui vẻ quá mà. Tới thời điểm hiện tại bây giờ thì cô chú anh chị cũng biết rồi đó, chị Hồng Loan thì bây giờ cũng lên tiếng thẳng, cũng chia thẳng cái câu chuyện của phía bên đạo diễn ngủ quên. Đó thì bây giờ tại sao mà tới những thời điểm mình không biết là cái mặt của những người này á là chai tới mức độ nào, mà tại sao mà bây giờ lại quay xe quay ngang với Hồng Loan, rồi lên rồi bêu xấu, nói xấu đủ thứ rồi đó. Lúc trước thì mình đến tại nhà Hồng Loan, mình gặp Hồng Loan, mình chia sẻ, mà em nghe đâu thông tin mà đến đợt trước á, đạo diễn ngủ quên, đạo diễn hết thời này đó, đến nhà Hồng Loan thì cũng được Hồng Loan ban tặng cho bịch bánh về ăn, mà không biết anh này có lên nói hay không nữa, cho bịch bánh luôn đó, tặng cho bịch bánh về ăn, mà tới bây giờ ăn rồi thì giờ giống như là vô ơn rồi, người vô ơn không biết ơn vậy đó. Mình lấy bánh của người ta mình ăn thì mình cũng phải nhớ ơn nhớ nghĩa đi, mà đằng này hiện tại bây giờ thì ăn bánh của người ta rồi không biết ơn biết nghĩa đó, tới bây giờ cũng vậy. Hên là Hồng Loan không có tặng Yến nha, tặng Yến ăn mát rồi còn quay xe càng cỡ độ nào nữa. Thì em cũng nghe thông tin là phía bên đạo diễn hết thời này đó, thì em cũng đã biết trước là cái thằng tướng đạo diễn hết thời này là cũng quay xe mấy tháng rồi, từ cái lúc mà cô chú chị nhớ đi, từ cái lúc mà phía bên luật sư ngủ quên rồi đó, với Trang Vi Rút với Thám Tư Lùm đó, mà lên mà kêu bằng là muốn là quay xe về cái vấn đề là luật sư ngủ quên mà làm những cái sao kê không thành công đó. Đó thì trước đó thì đạo diễn hết thời này cũng không dám đứng lên nói cái bộ ba tâm tai tâm sơn này, cái bộ ba tâm tai này không dám nói luôn. Nghĩ sao mà cả nhà thấy nghĩ sao mà không dám nói, tại vì sợ quá, sợ phía bên cái bộ tâm sơn này là đứng lên để nó làm cái gì đó, cho nên là không dám nói. Như con gì không dám nói bộ ba tâm tai tâm sơn này. Cả nhà vào thì nhớ like chia sẻ mạnh giúp em nha, cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Không dám nói vậy, lên nói về bì xào hay là lên nói về bánh tét, chứ không dám nói về vấn đề là bộ ba tâm tai này. Đó thì từ những cái đó thì mình cũng suy nghĩ, mình biết là cái bằng là đạo diễn hết thời này là có vấn đề, cho nên không dám nói. Em thì thưa với cô chú chị thì cái gì mình cũng dám nói thôi, chẳng có gì ngại dám nói. Bây giờ người ta quay xe, người ta không ủng hộ Hồng Loan nữa, thì anh em ở đây chia sẻ ủng hộ Hồng Loan, thì mình đứng lên mình chia sẻ, mình nói về cái câu chuyện của Hồng Loan mỗi ngày để cho tất cả mọi người đều biết về cái câu chuyện này, để cho nó lan tỏa ra để cho nó lan tỏa, nó biết về cái câu chuyện này. Chứ hiện tại bây giờ tối ngày lên mà cứ quay xe quay ngang, rồi bây giờ thêm một kênh lớn là đạo diễn, rồi đạo diễn quay lưng kêu bằng là đạo diễn hết thời, giờ cũng muốn quay xe, muốn lên để lấy những cái lời phân tích của phía bên luật sư đó, luật sư vlog đó, ông ta lấy ra, ông ta cắt ra một đoạn để ông ta lên ông ta nói về cái câu chuyện của Hồng Loan là như vậy. Rồi chị Ni, tại sao mà chị Ni bỏ gia đình, bỏ con bỏ cái mà đu theo Hồng Loan? Ủa, từ lúc đầu thì người ta cũng đã có một cái tinh thần là chiến đấu với phía bên con que. Chị Ni là cũng vì yêu thương mà đến thôi. Chị Ni thấy Hồng Loan là được phía bên kia là kia bằng là tấn công rất là nhiều, nhưng mà trong khi đó thì cũng một số cô chú chị lên cái bên vực Hồng Loan rất là nhiều, trong khi đó không có ai là người nương tựa. Chị Ni đến giúp Hồng Loan trong một cái thời điểm là thấy Hồng Loan ăn mì tôm đó, ăn mì tôm mà nói chung là có bao nhiêu ăn nhiêu cả nhà, ăn mì tôm luôn á. Còn phía bên cô cháu gái đó, phía bên mẹ con cô Sáu đó,
là kêu bằng là đối với Hồng Long mà tới mức độ mà đồ đạc cũng lấy đi, tủ lạnh cũng lấy đi, tivi cũng lấy đi, tất cả các thứ không còn chừa cho Hồng Long cái gì đâu, ở trong nhà đâu, cũng chỉ là để cái nhà trống không thôi. Rồi trong khi đó thì chị Ni đến với Hồng Loan, rồi thấy Hồng Loan ăn mì, rồi thấy hoàn cảnh của Hồng Loan khổ như vậy, thì chị Ni cũng chia sẻ, cũng giúp đỡ. Đó là vì yêu thương mà đến giúp đỡ cho tới thời điểm tại bây giờ. Thì chị Ni cũng không bao giờ mà chị Ni quay xe, chị Ni không bao giờ mà bỏ Hồng Loan. Ngày xưa thì chị Ni là một người đại diện hợp pháp của Hồng Loan, nhưng mà thật sự tới hiện tại bây giờ, anh Sang cũng là anh là kêu bằng là Hồng Loan nhận anh Sang là anh Tư rồi, và chị Ni cũng vậy, chị Ni cũng là người chị của Hồng Loan rồi, được Hồng Loan nhận là chị luôn rồi. Thì bây giờ chị em người ta thì bây giờ bên nhau là cái chuyện bình thường, đâu có đến nỗi mà quay xe như là cái bọn Tâm Sơn rồi các bọn kêu bằng là đạo diễn hết thời, mà nghĩ đạo diễn hết thời mà tới thời điểm tới hiện tại bây giờ mà vẫn kêu căng, vẫn lên là chia sẻ ông này là bây giờ giống như là hửi mùi hửi hơi, cảm thấy là Hồng Loan á là bây giờ là chiến thắng 20% đó, thì ông này là muốn quay xe. Một khi mà Hồng Loan mà Hồng Loan thua rồi đó, thì ông ta đứng về phía bên bộ ba tâm tay đó sẽ được những cái thuận lợi nhiều hơn, rồi được khán giả nhiều hơn. Nhưng mà thật sự ông này là tính một con đường rất là sai lầm. Tới bây giờ mà vô mà còn binh vực kêu bằng luật sư cũng quên, lên mà còn binh vực cái bộ tâm ba tâm tai tâm sơn này thì thấy thua rồi. Bởi vậy tại sao mà mình làm mình không có tâm sống mà tới mức độ mà bây giờ đi vô nửa mùa, đi vào trong câu chuyện của Hồng Loan nửa mùa rồi bây giờ nửa mùa là quay xe, nửa mùa là bây giờ đứng về phía bên kia, thì làm câu chuyện drama, thì bây giờ nói mai mốt ai mà tin, không ai tin mình nói về cái câu chuyện của Hồng Loan nữa. Mình binh Hồng Loan thì mình binh tới mức độ mà kêu bằng đó là Hồng Loan tới đâu thì anh em tụi em ở đây chia sẻ và binh Hồng Loan tới mức độ vậy, mỗi ngày vẫn lên chia sẻ like đăng video để chia sẻ gửi đến cho tất cả mọi người, tất cả cô chú anh chị và cộng đồng mạng biết về câu chuyện của Hồng Loan mỗi ngày. Cả nhà vào like share chia sẻ giúp em cả nha. Đó, em cho dù bị phía bên kia, phía bên đó, mẹ con nhà cám đó, phía bên con que đó đánh em một gậy cái quay trên trên Tây Ninh đó là một gậy đợt trước là đám giỗ đầu tiên đó, nhưng mà em vẫn chấp nhận, em vẫn quay Hồng Loan, vẫn chia sẻ cho tất cả mọi người đều biết, em không chạy, em không sợ. Tới là tới mức độ là tới đâu hay tới đó cô chị, tới mức độ là bây giờ là tới đâu hay tới đó, em cũng chẳng ngại chẳng sợ gì đó. Thì bây giờ tới khi mà Hồng Loan ra tòa rồi chia sẻ câu chuyện của Hồng Loan, một khi mà Hồng Loan chiến thắng rồi thì anh em cũng rất là vui mừng nha cô chị. Cả nhà vào like share chia sẻ mạnh với em cô chị ơi, like mạnh giúp em để cho em có một cái tương tác. Cô chú chị like share là giúp đỡ cho Hồng Loan một lượt like nè, một lượt chia sẻ nè, một lượt đăng ký nè, để cái kênh của em nó lan tỏa gửi đến cho tất cả mọi người, gửi đến cho cái bộ tâm tai tâm sinh, gửi đến cho một thằng mà kêu bằng là đạo diễn hết thời rồi, không còn thời nữa. Bây giờ mà đi vào đây mà cắn view cắn like, đi vào đây mà chia sẻ cái câu chuyện của Hồng Loan là không đúng sự thật. Nghĩ sao mà hiện tại bây giờ mà nghĩ sao mà từ cái lúc mà chị Ni chia sẻ đó, chị Ni chia sẻ từ lúc á là cái câu chuyện của Hồng Loan đó, phía bên chị Ni chia sẻ rằng trên những bài viết đó cô chị, thì phía bên gia đình của Hồng Loan á kia nó cũng liên lạc với Hồng Loan những thông tin bí mật, mà làm sao mà phía bên chưa bằng thằng thám tư lùng làm sao nó biết được những câu chuyện đó mà nó đi vào nó nói giống như đúng rồi đó, liên lạc với thám tử liên lạc với thám tử để chia sẻ đừng nói câu chuyện này nữa. Một thằng mà bây giờ mà lên trên cộng đồng mạng mà cắn bậy đúng rồi. Em thưa với cô chú anh chị, cô chú bác anh chị, những người lớn tuổi trong nước cũng như ngoài nước á, mà một khi mình không nói về câu chuyện của Hồng Loan thì mình chia sẻ những cái câu chuyện khác, mình đứng qua bên lề đi, mình đừng nói về câu chuyện của Hồng Loan nữa,
mà nghĩ sao mà tới mức độ bây giờ mà nói về cái câu chuyện của Hồng Loan, rồi bây giờ vướng vào cái bộ tam tai tam sên, tự mình làm tự mình chịu thôi. Mình vướng vào thì mình ráng mà chịu. Bây giờ cộng đồng mạng người ta đã tẩy chay một đạo diễn hết thời này rồi, thì mình còn cái gì nữa đâu mà nói. Tự mình vướng vào thì tự mình chịu. Bây giờ lên mà cắt ghép những đoạn video mà lên mà chia sẻ rồi lên nói những cái câu chuyện không đúng sự thật. Ngay cả mà bây giờ thằng Thám Tử Lùng cũng vậy, nó lên nó chia sẻ, nó nói là Hồng Loan thắng chỉ 20% thôi. Thì sắp tới đây á, em thưa với cô chú chị là tháng 6 này thì phía bên tòa án người ta cũng sẽ giải quyết. Thì tới đó thì cái buổi đầu tiên là như nó như thế nào, và phía bên Hồng Loan sẽ va chạm chạm mặt với phía bên nhà mẹ con cô Sáu đó như thế nào, thì trước sau gì thì cô chú chị cũng sẽ biết một cái bài lật ngửa ra thì ai là người chiến thắng. Tất cả mọi người ai cũng cho là Hồng Loan thắng, tại vì bây giờ những cái giấy tờ pháp lý Hồng Loan đã chiến thắng rồi. Phía bên kia lúc nào cũng về cũng vào cũng làm đơn đi thưa đi kiện Hồng Loan vì lý do là muốn là xóa đi hộ khẩu nè, xóa đi những cái giấy khai sinh, rồi xóa đi bàn phán của Hồng Loan đang nắm giữ và đang đứng tên số nhà số 5 Đoàn Điểm, nhằm mục đích là cho là Hồng Loan không còn đứng quyền sở hữu nữa, thì Hồng Loan sẽ không có cái gì để thắng. Nó bây giờ cho dù con nuôi con ruột nó không quan trọng. Quan trọng nhất là bây giờ giấy tờ người ta hợp pháp. Dạ em tổng chào hết tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng cả nhà vào, thì nhớ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Mấy bữa nay em chia sẻ và em chửi về phía bên mẹ, phía bên cái bộ tâm tai này, thì nói chung là thưa với cô anh chị thì nhiều khi nó cũng mất đề xuất hay thế này thế kia. Thì cô chính chị vào thì like mạnh cho em, like mạnh để lấy những cái tương tác, và cho Hồng Loan một lượt like để mình có một cái tiếng nói nó mạnh mẽ trên cộng đồng mạng này. Đó thì cả nhà, thì cô chú chị vào thì like mạnh cho em cả nhà, cho em một lượt like, một lượt chia sẻ đó, ủng hộ Hồng Loan. Bây giờ Hồng Loan cũng đang ở nhà, thì sắp tới đây á thì những cái kêu bằng là những cái phòng trà rồi những cái chỗ mà diễn rồi đó, thì bầu show thì người ta cũng đã đặt lịch cho Hồng Loan hết rồi. Miền Tây cũng diễn kêu bằng là Tây Ninh rồi Cần Thơ, tất cả những chỗ đó thì Hồng Loan cũng đã được bầu xô, người ta đã đặt lịch hết rồi để đi diễn. Nhưng mà tới hiện tại bây giờ thì cả nhà cũng biết phía bên kia hiện tại bây giờ cũng đang vào trong cái câu chuyện này để chia sẻ, nói Hồng Loan là con nuôi con ruột em không quan trọng. Quan trọng nhất là bây giờ cái bộ tâm tai tâm sinh nè, nó lên nó chia sẻ, nó nói là bây giờ cái vụ của 20 cót gì đó làm được chưa, làm được rồi bây giờ tin tưởng chưa. Ủa làm được là làm được cái gì? Em nói cô chú chị từ từ thì cái câu chuyện luật sư ngủ quên này thì được chị Ni và phía bên Võ Việt Bân đó cũng sẽ đem những cái bằng chứng, những cái gì mà phía bên là luật sư ngủ quên này nhắn tin chia sẻ với chị Ni với Hồng Loan thì được từ từ cũng sẽ khai mở ra để cho mọi người đều biết là bên trong như thế nào. Em ở đây thì em quay chia sẻ mỗi ngày cái câu chuyện của Hồng Loan để cho tất cả mọi người, tất cả cô chú chị đều biết Hồng Loan như vậy, ngày nay làm như vậy, thế này nó chia sự thật, livestream trực tiếp luôn để chia sẻ luôn. Còn bây giờ cái câu chuyện mà thực tế tại nhà của Hồng Loan mà cái bọn mà kêu bằng tâm tai tâm sên này nó biết cái gì đâu, chẳng biết cái gì hết trơn á, mà tối ngày mà lên trên cộng đồng mạng mà nói như đúng rồi vậy. Cả nhà vào like mạnh cho em nha, like share chia sẻ mạnh giúp em, càng like mạnh thì cái đường like của em nó ổn định cô anh chị. Like share chia sẻ mạnh giúp em, like mạnh giúp em cả nhà. Cái gì cũng vậy, làm bất cứ cái gì lúc nào cũng là kêu bằng là đi vào trong câu chuyện nửa mùa, mà bây giờ cái đạo diễn hết thời rồi, một người đạo diễn hết thời rồi mà nhảy vào câu chuyện này đứng chẳng hạn. Lúc đầu thì đi vào trong câu chuyện của Hồng Loan, đến nhà nói chuyện được Hồng Loan tặng cho bịch bánh vậy đó, xong rồi bây giờ lại đứng về phía bên kia. Thì thử hỏi cô chú chị, chứ một người mà như vậy thì làm sao mà nói ai mà nghe. Bây giờ mình có cái kênh thì mình đứng là mình chia sẻ cỡ nào thì mình cũng binh Hồng Loan, là binh tới mức độ được cái bằng tới khi nào Hồng Loan ra tòa để nó không còn nói về câu chuyện nữa thì mình kết thúc. Còn bây giờ cái câu chuyện là nó đang nóng bỏng, một cái câu chuyện đang nóng bỏng, một cái câu chuyện là Hồng Loan sắp tới đây nó sẽ ra tòa để giải quyết tranh chấp tài sản với cô cháu gái.
Mà bây giờ ông đạo diễn này hết thời nữa, bây giờ lại đứng về phía bên kia thì mình cũng lên mình chia sẻ thôi. Cái gì cũng vậy. Đó thì phía bên kia bây giờ cái bộ Tam Tai Tam Thân cũng vậy. À, bây giờ cũng lên để nói chung là lúc nào cũng muốn ép Hồng Loan vào cái con đường cùng đó. Hồng Loan bây giờ cũng từ từ cũng sẽ đáp trả lại với cái bộ Tam Tai Tam Thân này. Là phía bên chị luật sư Tiết Ngọc á, cũng sẽ làm đơn gửi về phía bên kia. Nhưng mà kêu bằng là Thấm Tư Lùng á, cũng nhận được cái đơn là dục cho sọt rác, không chấp nhận. Cho dù không chấp nhận cỡ nào đi chăng nữa thì phía bên Hồng Loan cũng sẽ làm cho tới cả nhà. Dạ đúng rồi. Tất cả mọi người cả nước cả thế giới này hiện tại bây giờ Hồng Loan cả đi ra cả Úc, châu Úc nè, cũng được khán giả người ta yêu thương. Trong khi mà Hồng Loan mà đi qua bên Úc biểu diễn đó còn gì, thì cũng bị cảm thì cũng được khán giả người ta mua thuốc vô. Còn con ve cả nhà thấy không, đi tới đâu thì người ta sợ tới đó, đi tới đâu thì ca hát cũng trong những cái kêu bằng những cái phòng trà, những cái quán cà phê, quán xá. Mà đi qua bên đó đợt trước á, con ve qua bên đó hát thì em cũng nghe thông tin là cũng chọt tiền để đi qua bên đó hát, chứ ngoài ra có được cái gì đâu, có được ai mời gọi ai réo đâu. Còn Hồng Loan là được bầu xô, người ta mời gọi, người ta chia sẻ, người ta mời gọi đi hát. Thì sắp tới đây thì Hồng Loan sẽ đi á, Hồng Loan sẽ đi hát ở phòng trà, đi các tỉnh miền Tây hát, xong rồi cũng sẽ đi Mỹ cả nhà, đi Mỹ biểu diễn tiếp tục nữa. Từ những cái đó mà phía bên cô cháu gái á, phía bên con ve nhà mẹ con nhà Cám đó, cũng đang kêu bằng là đang ganh ăn tức ở với Hồng Loan rất nhiều, quá ganh, ganh ăn tức ở rất nhiều. Nó tự bỏ tiền ra, đúng rồi, nó tự bỏ tiền ra để nó bi a cho chính bản thân nó là nó sẽ đi nước ngoài nó biểu diễn được. Nó tự bi a cho chính bản thân nó. Thì hiện tại bây giờ phía bên cái bộ Tam Tai Tam Sơn này thấy Hồng Loan sẽ thua. Thua là thua làm sao, thua như thế nào? Bởi vì mình nói ra mình cũng phải có một cái kia bằng là một cái lời nói cho nó đúng đắn trên cái mảng truyền thông. Bây giờ muốn đánh sạch cái mảng truyền thông giữa Hồng Loan, ngay cả chính bản thân anh em tụi em ở đây quay chia sẻ đó cô anh chị, thì phía bên bộ ba Tam Tai Tam Sơn cũng đi vào để công kích em rất là nhiều. Nhưng mà em không sợ, em nói về câu chuyện Hồng Loan này từ cái lúc mà chú Năm mất tới bây giờ mà em đâu có gì đâu mà em phải ngại cái câu chuyện đó. Muốn dẫn dắt dư luận từ từ lúc đầu, muốn dẫn dắt dư luận thì mình cứ dẫn dắt đi. Còn em quay đây là trực tiếp tại nhà của Hồng Loan, có cái câu chuyện gì hay hoặc là Hồng Loan xuất hiện, hoặc là có những khán giả, những người nào mà cụ cội hay là ca sĩ nghệ sĩ đến thắp hương cho chú Năm, thì em cũng sẽ live stream trực tiếp để cho tất cả cô chú chị xem là Hồng Loan tại nhà Hồng Loan như thế nào. Cái gì cũng vậy, người ta nói là thuốc đắng giả tật và sự thật bích lòng. Đúng rồi, Hồng Loan là chiến thắng là 100%, chứ còn cái gì nữa. Ngay cả mà bây giờ mà chị Bánh Tét mà còn lên mà chia sẻ còn cá độ với những cái bộ ba Tam Tai Tam Sơn, muốn cá cái gì, muốn cá như thế nào, chị sẽ đứng là chị cá. Và chị nói là Hồng Loan sẽ chiến thắng 100%. Cái đó là những lời của người ta. Em thưa với cô chúng chị là nói thực tế tại đây. Còn cái gì, còn cái gì, những cái bản chất á của cái bộ ba Tam Tai Tam Sơn này á, là chia sẻ từ ngày xưa tới giờ là chuyên gia là quay xe nửa mùa nha cô chị, quay xe nửa mùa là chuyên gia về quay xe nửa mùa. Lúc nào cũng vậy, mà lúc nào cũng là quay xe nửa mùa để đưa cái câu chuyện của Hồng Loan vào cái thế bí không à. Chị Ni sắp tới đây nè, sẽ về nước để làm rõ về vấn đề của thằng Thám Tư Lùng với cái bản quyền của Hồng Loan. Bản quyền của Hồng Loan mà phía bên con ve đánh là hàng loạt tất cả các kênh, trong đó có em luôn. Cô chúng chị tôi nghĩ là bây giờ em quay Hồng Loan, em quay Hồng Loan, em chia sẻ với Hồng Loan, chứ đâu phải mà em quay mà nhạt nhúng gì của con ve đâu. Mà tại sao mà tự nhiên vô đánh em, vô đánh anh em. Thì Hồng Loan lên tiếng về cái vấn đề xin lỗi những anh em YouTube mà quay Hồng Loan nè, ca nè, quay trước nhà Hồng Loan mà bây giờ bị đánh hàng loạt, thì Hồng Loan cũng rất là xúc động. Bữa đó có em luôn cả nhà, Hồng Loan cũng rất là xúc động và Hồng Loan cũng muốn là xin lỗi tất cả anh em. Vì một cái bài hát mà Hồng Loan đã lỡ đưa một khúc tí xíu vô đó,
thì phía bên kia lên đánh thì Hồng Loan cũng rất là bức xúc nha cả nhà, rất bức xúc và rất là xúc động với những anh em mà theo chân Hồng Loan đến chỗ mà Hồng Loan diễn đó để quay chia sẻ. Ban đêm hôm mà bị đánh như vậy, người ta có một kênh, người ta đi quen, người ta kiếm ăn, người ta chia sẻ, người ta cũng là làm lao động, người ta làm từ bàn tay bàn chân người ta, chứ không phải người ta đi ăn cắp ăn trộm video gì đâu mà đánh bản quyền. Đó một cái mà kêu bằng là bây giờ đã lỡ rồi, đánh rồi bây giờ biết sao giờ, quýnh thẳng tay luôn chứ không có nhường nha cả nhà, quýnh thẳng luôn á, em bị sụm nổ luôn. Tới hiện tại bây giờ mà kênh còn không có đề xuất nổi mà cả nhà vào like share chia sẻ mạnh giúp em, like share chia sẻ, càng like share mạnh càng chia sẻ mạnh thì ủng hộ Hồng Loan anh con chị, ủng hộ Hồng Loan thì là like share chia sẻ mạnh giúp em để cho cái kênh nó có đề xuất. Cái gì cũng vậy đó, một người ca sĩ nghệ sĩ mà không có tâm không có hồn thì làm sao mà đi ca được. Mình không có cái gì á, mình ra ngoài xã hội mà mình làm như vậy á, thì hỏi thử hỏi cô chị sau này lỡ như mà đi ca đâu, ông nội ai dám quay, không ai dám quay luôn. Ông nội cũng không dám quay, thấy nó là sợ chết bà luôn, lấy đâu ra mà dám quay. Em gặp nó em nói ngày xưa mày đánh tao đó, mày đánh gậy tao, giờ ai dám quay nữa, không ai dám quay luôn. Bây giờ thấy que là chạy mất dép rồi. Nó bản quyền em đánh đã chết luôn chứ phải không bỏ đâu, tại vì hôm bữa đó cô chú chị cũng biết rồi đó. Một anh kêu bằng là cũng cái kênh cũng rất là lớn mà trăm mấy chục ngàn đó, nhưng mà cũng đánh cái bản quyền của anh đó, thì anh em hôm bữa gặp nhau thì cũng đã chia sẻ rồi. Hôm bữa là em đang làm video, anh cũng đến là chia sẻ, anh cũng giống như em đánh là tối ngày 27 đó, sáng là 28 là anh cũng bị đánh một gậy, là cũng giống như em cái bài ca là lá bồ đề đó, là không khác tí xíu nào. Lên mà chia sẻ một cái câu chuyện mà đánh tới mức độ như vậy làm những anh em mà người ta rất là bức xúc về cái câu chuyện của phía bên mẹ con nhà Cám rất là nhiều ổng rài. Cô chúng chị cũng thấy rồi, bộ ba tam tay tam sơn thì không có kêu bằng là không lên nói là lên nói về câu chuyện của Hồng Loan, nhưng mà phía bên mẹ con ve đang kêu bằng là im re im ru không nói tiếng nào, là biết là đang tính toán một vấn đề nào đó. Tại vì sắp tới đây nè, sắp tới đây cũng ra tòa rồi đó, thì ra tòa đó đối mặt với biết bao nhiêu người, mình ra tòa mình đối mặt với biết bao nhiêu người đó, thì mọi việc gì ha, có vấn đề gì thì cô chúng chị cũng biết là ra tòa đi đối diện đối mặt đi với Hồng Loan, chị Ni hay là tất cả mọi người khán giả, người ta đang trông chờ vào câu chuyện của con ve đến đây đến nhà Hồng Loan để dọn đồ nè, tủ lạnh nè, rồi những đồ vật tại nhà của Hồng Loan hiện tại bây giờ đang một đống đó. Em thấy là bây giờ hiện tại bây giờ á là chim chóc bồ câu đồ là ta chuột bỏ dán rồi, bây giờ nó cũng đang đóng một đống chần nữa kia. Mình nhìn ở dưới mình nhìn lên mình thấy là tất cả là đồ đạc của phía bên con ve đó hiện tại bây giờ đó. Dạ em cảm ơn tất cả mọi người, tất cả cô chú chị đã vào cho em một lượt like nè, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để ủng hộ luôn, để em có một cái sức mạnh, có một cái gì đó để em lan tỏa câu chuyện ra để em nói. Bây giờ cả nhà like, cả nhà chia sẻ thì lời nói của em nói ra, quay trước chia sẻ câu chuyện của Hồng Loan, quay trước nhà thì nó cũng sẽ lan tỏa ra cho tất cả mọi người. Mình muốn cái gì thì mình quay, mình chia sẻ, mình lan tỏa. Một cái câu chuyện mà tới hiện tại bây giờ thì cũng chưa được, chưa xong, mà bây giờ đủ thứ người kêu bằng là bộ tâm tai, tâm sơn, rồi đạo diễn hết thời, cũng quay xe, quay lưng, cũng chỉ lên nói để bẻ cong sự thật thôi. Lên mà quay xe quay lưng mà lên là toàn là bẻ công sự thật, chứ có sự thật nào mà giống nhau đâu. Ngay cả mà kêu bằng luật sư ngủ quên mà đến nhà Hồng Loan cũng có mấy lần à, là muốn muốn là lấy những thông tin từ Hồng Loan ra để đưa cho những kêu bằng là bộ tâm sơn đó nói, nhưng mà Hồng Loan đâu chấp nhận. Bây giờ tòa án chưa xử xong mà những thông tin lọt ra ngoài thì làm sao mà luật sư Hồng Loan chấp nhận được? Tòa án người ta còn chưa có xét xử mà hồ sơ lọt ra ngoài. Cho nên từ những đó tới hiện tại bây giờ á, dạ chửi thẳng luôn, chửi thẳng chứ mất gì phải ngại, nó phải sợ. Cả nhà vào nhớ like cho em một lượt like, like share chia sẻ mạnh giúp em những cái đường like của em. Em ở đây lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chia sẻ câu chuyện của Hồng Loan mỗi ngày.
buôn bán hàng rồi đó, thì sắp tới đây nè, sắp tới ngày ra tòa thì Hồng Loan cũng sẽ khai trương cái shop mỹ phẩm đó đó. Mẹ con ve là hiện tại bây giờ cũng đang là bức xúc, cũng đang là ganh ăn tức ở Hồng Loan, tại vì buôn bán không được, bán đồ ăn thì con không ai mua, không ai ăn. Bún bò thì bây giờ cũng tan rã rồi. Rồi cái câu chuyện mà kêu bằng cái câu chuyện bán hàng trên mạng cũng vậy, ai mà mua cũng chỉ là những cái bọn cần cờ nó vô nó ăn nó mua thôi, bên kia thôi, chứ ngoài ra không ai vô ăn, không ai vô mua hết trơn có gì. Em thấy trước mắt luôn, cái quán thì ngày xưa mà mới mở ra thì người ta muốn tò mò, người ta muốn xem là phía bên mời mẹ con ve làm cái gì, nhưng mà từ từ rồi bán thì đồ ăn rất là dở, ai mà ăn. Nội bộ thì bây giờ xào xáo với nhau, từ những cái đó mà kêu bằng bà lành chành bà mới tự rút ra ngoài, rút im lìm ra ngoài để kêu bằng là buôn bán riêng, không muốn dính líu về cái câu chuyện của mẹ con nhà Cám nữa con chị. Cái gì cũng vậy, em nói mỗi ngày em nói mỗi ngày sẽ chia sẻ, nó sẽ lan tỏa, nó sẽ tới cái kêu bằng là cái lỗ tai cày của cái bọn tâm tai tâm sơn đó đó. Em nấu xong rồi em sẽ chia sẻ những cái video từ cái đường livestream, em chia sẻ để cho tất cả mọi người được xem và được biết cái đường live của em nha con chị, cho tất cả mọi người đều biết về cái câu chuyện hiện tại. Bây giờ là bộ tâm tai tâm sơn nó đang công kích Hồng Loan rất là nhiều về cái vấn đề, bây giờ thằng Thám Tử Lùng nó cũng cay cú Hồng Loan về cái vấn đề là Hồng Loan là không có đem cái sản phẩm mật ong vào cái giỏ hàng của Hồng Loan, từ những cái đó là Hồng Loan từ chối thẳng. Ví dụ giờ Hồng Loan mở công ty bán đồ ăn vặt, mà bây giờ sản phẩm của anh có chất lượng không đó thì làm sao đem vào được. Từ những cái đó mà nó cay cú Hồng Loan tới mức độ như vậy, nó quá cay cú Hồng Loan rồi á, kêu bằng là lên ở post người ta, lên lại đánh cáo ngược lại cái câu chuyện của Hồng Loan. Bây giờ nó làm sao mà nó biết được cái người bên trong hay là cái người thân của Hồng Loan từ gốc gác như thế nào, làm sao nó biết được, làm sao biết được. Chỉ có Hồng Loan với những người thân người ta biết thôi. Một cái câu chuyện mà từ trước đến nay nó rất là bức xúc từ cộng đồng mạng rồi. Từ cái câu chuyện mà chú Năm mất người ta không xuất hiện, rồi cái câu chuyện mà tới mức độ tới hiện tại bây giờ hé lộ ra tí xíu thì người ta không muốn là sùm lên cộng đồng mạng, không muốn là gây bão tố nữa cho nên người ta im. Mà thằng Thám Tử Lùng nữa, bây giờ nó mau mốc được cái gì, mau mốc ra mới ăn được những cái đơn từ của Hồng Loan đó, dính vào vấn đề là đem những thông tư đời tư của người ta ra để chia sẻ tên câu chuyện của Hồng Loan. Cô chú chị cũng biết rồi đó, thuốc đắng giả tật thì sự tật, với làm cái gì cũng vậy, mình làm cái nào đúng thì người ta sẽ không, người ta sẽ không nấu. Làm mà bây giờ mà cứ làm không mà làm mà không có tâm thì lấy đâu ra. Bây giờ là chị Ni á, nói thẳng chị Ni là bây giờ là cơ bản là dò đầu tụi này á, dò đầu cái bộ cái bọn là tâm tai tâm sơn á, với luật sư của quên đầu với kêu bằng là đạo diễn hết thời đó, đi lòng vòng đó. Bây giờ chị Ni ở Mã Lai đi, mà chị Ni bây giờ chị Ni nó ở Thái Lan hay là ở Mỹ hay là ở Singapore hay là những châu khác, nó có đi theo chân chị Ni không, hay là nó đi xách dép chị Ni không, hay là nó có đi là kêu bằng là đứng ở dưới chân của người ta không mà nó biết tới mức độ vậy. Bây giờ chị Ni không chia sẻ đấy ra nó biết. Mà bây giờ người ta ở Mã Lai, ta ở với gia đình của chị Ni đi, thì làm sao mà phía bên kia nó biết được. Giờ chị Ni nó ở Mã Lai mà giờ chị Ni ở Mỹ đi, nó cũng tin nút mùa, lấy đâu ra câu chuyện đó cả nhà. Một cái câu chuyện mà tào lao mới lao mà bây giờ nó cứ theo dõi. Thực tế từ ngày xưa tới giờ á, nó chưa tới đây bao giờ để nó quay cái câu chuyện luôn, toàn là ở nhà chia sẻ nấu, toàn là xem những em quay rồi lấy cái clip về, rồi từ những cái đó mà nó vẽ mai vẽ măng
ra mà nó lan tỏa ra mà nó nấu đủ thứ rồi, nấu tầm xàm lên lắm.